Chào các bạn, xe buýt của Vinbus, lòng hành trình trải nghiệm xanh, sạch, đẹp, thân thiện với môi trường. Hôm nay, Hà Nội và xe buýt cùng các bạn trải nghiệm chi tiết lộ trình của 10 tuyến xe buýt do Vinbus đang khai thác hoạt động phục vụ hành khách trên địa bàn thủ đô Hà Nội. Để các bạn có những lựa chọn thích hợp cho những chuyến đi. Tuyến xe buýt E01, bến xe Mỹ Đình đến Ocean Park. Chiều đi bến xe Mỹ Đình, Phạm Hùng, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Đại La, Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Đàm Quang Trung, Cổ Linh, tỉnh lộ 379, Lý Thánh Tông, đường nội bộ khu đô thị Ocean Park, điểm đỗ xe Ocean Park. Tuyến xe buýt E02, ga Cát Linh đến Ocean Park. Chiều đi ga Cát Linh, Kim Mã, Nguyễn Tây Học, Hai Bà Trưng, Phan Bội Châu, Ngô Quyền, Hàng Vôi, cầu Trương Dương, Nguyễn Văn Cừ, Ngô Gia Tự, khu đô thị Riverside, Sài Đồng, Nguyễn Văn Ninh, Ngô Xuân Quảng, Thành Trung, Lý Thánh Tông và khu đô thị Ocean Park Gia Lâm. Các bạn thân mến, chiều về của tuyến buýt cơ bản được bố trí ngược lại phía đối diện và đoạn Nguyễn Tây Học được thay bằng Hoàng Diệu sang Trần Phú. Tuyến xe buýt E03, Hàm Nghi Mỹ Đình đến Ocean Park. Chiều đi Mỹ Đình cạnh trạm y tế phường Cầu Diễn, Nguyễn Văn Giáp, Hàm Nghi, Nguyễn Hoàng, Phạm Hùng, Trần Duy Hưng, Nguyễn Chí Thanh, Huỳnh Thúc Kháng, Thái Hà, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Xã Đàn, Đại Cổ Việt, Trần Khát Chân, cầu Vĩnh Tuy, Cổ Linh và khu đô thị Ocean Park. Chiều về tuyến xe buýt được bố trí theo hướng đi ngược lại. Tuyến xe buýt E04, Smart City đến Vincom Long Biên. Chiều đi khu đô thị Smart City, Lê Trọng Tấn Hà Đông, Quang Trung Hà Đông, Trần Phú Hà Đông, Nguyễn Trãi, Trường Chinh, Đại La, Minh Khai, cầu Vĩnh Tuy, Đàm Quang Trung và Vincom Long Biên. Các bạn thân mến, chiều về của tuyến xe buýt được bố trí theo hướng ngược lại và kết thúc ở Mỹ Đình. Tuyến xe buýt E05, Long Biên đến Smart City. Chiều đi Long Biên điểm đỗ xe Yên Phụ điểm trung chuyển Long Biên, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Thanh Niên, Thụy Khê, Văn Cao, Liễu Giai, Đào Tấn, đường Bưởi Dưới, cầu Giấy, điểm trung chuyển cầu giấy, Xuân Thủy, Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, khu đô thị Smart City. Các bạn thân mến, chiều về của tuyến buýt được bố trí theo hướng ngược lại. Tuyến xe buýt E06U, bến xe Giáp Bát đến Smart City. Chiều đi bến xe Giáp Bát, Giải Phóng, Kim Đồng, quay đầu tại điểm mở Kim Đồng, Giải Phóng, Hoàng Liệt, Nghiêm Xuân Yêm, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Hà Đông, Quang Trung, Hà Đông, Lê Trọng Tấn, Hà Đông và Tây Mỗ và khu đô thị Smart City là điểm kết thúc. Chiều về của tuyến buýt được bố trí theo hướng ngược lại. Tuyến xe buýt E07, Long Biên đến Smart City. Thank you.
tuyến xe buýt E08M liên cơ quan Hà Nội đến Tâm Mây City. Chiều đi khu liên cơ quan sở ban ngành Hà Nội, Võ Chí Công, Hoàng Minh Thảo, Xuân Tảo, Nguyễn Văn Huyên, Nguyễn Khánh Toàn, Đào Tấn, Kim Mã, Nguyễn Thái Học, Tôn Đức Thắng, Xã Đàn, Đào Duy Anh, Giải Phóng, Đại La, Minh Khai và khu đô thị Sầm Tham City. Các bạn thân mến, chiều về của tuyến xe buýt được bố trí theo hướng ngược lại. Tuyến xe buýt E09N Smart City đến Hồ Tây. Chiều đi khu đô thị Smart City, đại lộ Thăng Long, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Trãi, ngã tư Sở, Tây Sơn, Nguyễn Lương Bằng, ô chợ Dừa, Tôn Đức Thắng, Nguyễn Thái Học, Hoàng Diệu, Nguyễn Biểu, Quán Thánh, Thanh Niên, Nghi Tàm Âu Cơ, Lạc Long Quân, ngõ 612 Lạc Long Quân và cuối cùng là công viên nước Hồ Tây. Các bạn thân mến, chiều về của tuyến xe buýt được bố trí theo hướng ngược lại. Tuyến xe buýt E10 Ocean Park đi sân bay Nội Bài. Đi khu đô thị Espark Gia Lâm, Cổ Linh, Hồng Tiến, Hoàng Minh Đạo, Nguyễn Sơn, Nguyễn Văn Cừ, Lý Sơn, Trường Sa, Đại Lộ, Võ Nguyên Giáp và nhà ga T1, T2, sân bay Nội Bài. Các bạn thân mến, chiều về của tuyến xe buýt được bố trí theo hướng ngược lại. Vừa rồi, tôi và các bạn cùng khám phá chi tiết lộ trình 10 tuyến xe buýt điện của VinBus. Nếu các bạn thấy hay và hữu hiệu, hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết để có một lộ trình phù hợp cho mỗi chuyến đi. Xin chào và hẹn gặp lại các video sau.